Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Thánh Linh, một bài giảng thì không thể nào mà bao trùm hết được tất cả mọi thứ. Cho nên là chúng ta cần phải nghe một loạt bài giảng như vậy đấy. Có khi nghe một bài giảng là sẽ, mà chỉ có suy nghĩ như vậy thôi ấy, thì là sẽ bị lệch lạc. Bởi vì tất cả các bài giảng nó chỉ là một phần ở trong cả một cái chuỗi các cái bài giảng và là một phần ở trong cả cái trọn bộ kinh thánh. Cho nên là đời sống của người cơ đốc của chúng ta phải học liên tục như vậy để biết được Chúa một cách đầy đủ và đúng đắn. Rồi, hai từ là đầy đủ và đúng đắn, mà nói người bên cạnh là đầy đủ và đúng đắn. Chúng ta mà hiểu biết Chúa một chút xíu á, thì rất dễ bị lệch lạc. Phần lớn những cái sự hiểu biết lệch lạc là do chỉ hiểu biết Chúa một chút xíu thôi, sau đó bị in trí bởi những cái hiểu biết đấy và nghĩ rằng Chúa chỉ như thế thôi, thì kiểu gì cũng sẽ bị lệch lạc. Nên bản thân tôi là người giảng đạo là tôi phải liên tục học. Cái người giảng đạo nào mà ngừng học á là cái người đấy sớm muộn gì cũng sẽ bị lệch sự lệch lạc. Bởi vì Chúa của chúng ta là rất là rộng lớn, rất là mênh mông, phải học liên tục để mình được hiểu nhiều hơn về Chúa. Còn nếu không, chúng ta cứ in trí bởi những cái hiểu biết hạn hẹp của quá khứ hay của những cái trường thần học mà chúng ta tham gia đó là rất là dễ lệch lạc về Chúa. Chúng ta cần phải hiểu về Chúa một cách đầy đủ và đúng đắn. Một lần nữa nói về bên cạnh là đầy đủ và đúng đắn. Amen. Quý vị ăn uống cũng thế thôi. Quý vị ăn mà ai mà thích ăn thịt lợn mà chỉ có một thịt lợn ăn, đảm bảo quý vị suy dinh dưỡng. Hôm nay chúng ta ăn thịt lợn, ngày mai chúng ta ăn thịt gà, hôm sau chúng ta ăn cái con cá, hôm sau chúng ta ăn con tôm, phải không? Có người nào mà thích ăn mùng tơi, cứ ngày nào ăn mùng tơi, đảm bảo quý vị sẽ đi về nhà vệ sinh rất nhiều. Chúng ta phải ăn đa dạng, hôm nay ăn mùng tơi, hôm sau ăn rau ngót, mỗi hôm ăn một thứ. Nên lời Chúa như vậy. Có một số người đọc kinh thánh chỉ thích châm ngôn, cứ giờ châm ngôn, đọc sáng, đọc chiều, đọc châm ngôn, suốt ngày đọc châm ngôn. Châm ngôn là điều tốt, nhưng mà không phải là kinh thánh chỉ có mỗi một quyển sách châm ngôn. Chúng ta phải đọc tất cả. Có thể là cuốn sách nào trong kinh thánh yêu thích, chúng ta yêu thích hơn, mình đọc nhiều hơn, nhưng mà không được bỏ qua chỗ khác ở trong kinh thánh. Có một số người chỉ đọc các nước thì không đọc chú ước. Cũng bị lạc lạc đấy quý vị ạ. Quý vị biết rằng là chú ước là con đường để dẫn tới tân ước. Không có cái ước, không bao giờ hiểu được tân ước. Nhưng mà nếu mà đọc chú ước không mà không đọc tân ước, cũng bị lạc lạc. Kinh thánh có 66 sách, là chúng ta phải đọc chọn bộ. Đọc chọn bộ kinh thánh. Quý vị cứ đọc cái lịch sử của quyển kinh thánh này, để ngày hôm nay quý vị có quyển kinh thánh cầm trên tay là biết bao nhiêu con người phải bị thiêu, đưa lên giàn hỏa thiêu đấy. Bao nhiêu người phải chết để mình trân trọng cái quyển sách chúng ta đang có. Tiện lợi hơn nữa là chúng ta bây giờ là có công nghệ nữa, không cần kinh thánh giấy nữa, là phải cầm cái điện thoại là có hết tất cả mọi thứ. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về một trong cái khía cạnh của Đức Thánh Linh, đó là Đức Thánh Linh là đứng bắt phục lòng con người. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải nhận biết rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Những câu kinh thánh tôi đọc ở dưới đây anh chị em có thể ghi lại hoặc là nghe lại online, sau đó chúng ta ghi cái địa chỉ câu kinh thánh này về chúng ta tự nghiên cứu. Những phần nào mà tôi phân tích kỹ thì tôi sẽ chiếu lên trên TV để anh chị em theo dõi. Giăng đoạn 14 câu 17, Giăng đoạn 14 câu 26, Giăng đoạn 15 câu 26, Giăng đoạn 16 câu 8, Giăng đoạn 16 câu 13, Công vụ đoạn 1 câu 16, Phi-e-rơ thứ 3 đoạn 1 câu 21, Công vụ đoạn 8 câu 29, Roma đoạn 8 câu 14, Khải Huyền đoạn 2 câu 7, Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 11, Roma đoạn 8 câu 27, Corinto thứ nhất đoạn 2 câu 10 đến câu 11, Roma đoạn 15 câu 30, Gia-cơ đoạn 4 câu 7, Công vụ đoạn 5 câu 3, Công vụ đoạn 5 câu 9, Công vụ đoạn 5 câu 51, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30, Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 29, Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 31, Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 14, Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6 đến câu 7, Giăng đoạn 14 câu 26, Thi-thiên đoạn 139 câu 7 đến câu 1, Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19, Hê-bơ-rơ đoạn 3 câu 7 đến câu 11, Công vụ đoạn 28 câu 25 đến câu 28, Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 15 đến câu 17. Anh chị em nghe lại và tự ở nhà sau. Những cái câu kinh thánh này để khẳng định cho chúng ta biết rằng Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Các tà giáo thì nó không nhìn nhận Thánh Linh là Chúa Trời, nó chỉ nhìn nhận Thánh Linh là một năng lực.
một sức mạnh thôi, chứ không, Thánh Linh không phải là Chúa Trời. Nên nếu mà Thánh Linh là không Chúa Trời thì mình không có thờ lại Ngài. Chúng ta thờ lại Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, chứ không phải chỉ thờ lại một mình Đức Chúa Cha. Trong ngôn đoạn 21 câu số 1 chúng ta cùng xem lời Chúa. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Vua là người mà cao nhất ở trong một quốc gia và đất nước rồi. Mà vua mà nói một câu á thì tất cả mọi thần dân và quần thần phải nghe theo hết. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng lòng của vua ở trong tay Chúa và Ngài thật hay lòng đồ giả của con người. Chúa có thể giúp chúng ta một cách trực tiếp, và Chúa cũng có thể sử dụng những người khác để giúp đỡ mỗi một chúng ta. Cả hai điều này. Nhưng mà điều quan trọng hết ấy, là chúng ta nhận biết rằng là mình tìm kiếm Chúa. Nếu mà Chúa có cảm động lòng ai để giúp đỡ mình thì Chúa sẽ cảm động lòng người đó để giúp đỡ mình. Vì Kinh Thánh nói rằng lòng của con người ở trong tay Chúa mà. Ngài có thể khiến cho một người nghịch thù lại với mình, và Ngài cũng có thể khiến cho một người hòa thuận lại với mình. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là làm ai đó nghịch thù với mình chỉ có ma quỷ. Chúa cũng có thể khiến cho người khác nghịch thù với chúng ta đấy. Anh chị em có biết điều này không ạ? À? Chúng ta chỉ nghĩ rằng là ai mà nghịch thù với mình là do ma quỷ cảm thúc. Có thể là do ma quỷ cảm thúc, nhưng cũng có thể là do Chúa cảm thúc. Vì Chúa sẽ sử dụng những hoạn nạn, những thử thách để rèn luyện chúng ta. Chúa sẽ sử dụng những cái trở ngại, những cái chống nghịch đấy để rèn luyện mỗi một chúng ta. Cho nên trong Chúa tôi đã giảng một bài giảng, đó là nhận biết cái Chúa trong mọi hoàn cảnh, tức là Chúa luôn luôn tốt trong mọi hoàn cảnh. Người ta yêu mình cũng tốt, người ta ghét mình cũng tốt. Người ta thuận với mình cũng tốt, và người ta chống với mình cũng tốt. Trong tất cả mọi hoàn cảnh Chúa đều tốt hết. Thì lòng của con người ở trong tay Chúa mà, Ngài có thể thay đổi lòng của con người. Điều đầu tiên đó là Đức Thánh Linh cảm động người khác để hỗ trợ cho chúng ta. Trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 12 câu số 18 chúng ta cùng xem. Khi ấy có Amasai làm đầu trong 30 người ấy, được Thánh Linh cảm động mà nói rằng: Hỡi David, chúng tôi đều về ông. Hỡi con trai Isai, chúng tôi bênh vực ông. Nguyện ông được bình yên, nguyện kẻ giúp đỡ ông cũng được bình yên, bởi vì Đức Chúa Trời ông phò cho ông. David bèn tiếp nhận các lời ấy đặt làm được. Quý vị thấy có ai đến? Ba mươi người thì có. Amasai là cái người đứng đầu ở trong cái nhóm ba người này đến và bênh vực cho David, trong khi thì những người khác quay trở mặt lại David. Nhà Saul tìm cách diệt David, và rất nhiều người bảo với David là gọi là phản loạn, rồi chống muốn lật đổ ngôi vua. Đó. Nhưng mà thực ra là Chúa có sức dầu cho David làm vua. Mặc dù thực tế thì David chưa được làm vua, nhưng khi Nancy Saul là rời bỏ đường lối của Chúa, là Chúa đã chuất phế Saul, chuất phế ở đây là chuất phế về mặt thuộc linh, về sự sức dầu, trước khi chuất phế thực sự. Bởi vì từ lúc mà Samuel công bố chuất phế của Chúa trên Saul thì Saul vẫn còn ngồi trên ngai mà. À, chứ không phải là sau khi mà công bố chuất phế cái thì là chuất phế liền. À, chỉ cất đi sự sức dầu trước, và khi sự sức dầu cất đi thì cái việc là bị chuất phế ra khỏi ngay là còn thời gian. David cũng như vậy. David được sức dầu làm vua trước khi ông thực sự làm vua. David được sức dầu làm vua trong khi mà Saul vẫn đang ngồi trên ngai. Thì cho nên là nó có một cái sự xung đột, cái sự căng thẳng xảy ra giữa hai bên. Nhưng Kinh Thánh nói làm sao? Chúa làm việc trong lòng của Amasai và 30 người để ủng hộ cho David. Câu Kinh Thánh được mô tả là gì? Được Đức Thánh Linh cảm động. Thánh Linh của Chúa cảm động để những người này giúp đỡ David. Cho nên đây là một trong những cái bí quyết để anh chị em học. Đó là mình muốn tìm sự hỗ trợ từ người khác ấy, thì có một cách tốt nhất, đó là tìm Đức Thánh Linh. Tìm Chúa. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, Ngài muốn ai hỗ trợ cho chúng ta, Ngài sẽ cảm động lòng người đó. Amen anh chị em. Amen. Samuel thứ nhất là 16:26. Saul cũng về nhà mình tại Gibea, có những người dũng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động đều đi theo người. Anh chị em thấy ai cảm động? Có phải là David nói giỏi nói khéo để mà đi khuyên dụ những người khác theo mình không? Không, David không có làm việc đó. David không cần đi thuyết phục ai đi theo mình hết.
Vì ông biết được không, sự kêu gọi của Chúa thì ông không cần phải đi thuyết phục một ai hết, mà ông để cho Chúa làm. Có những người rủa xả ông, có người rủa xả ông cũng bảo điều đó là tốt đến từ lời Chúa. Chúng ta nhớ trường hợp của Simei không ạ? Simei rủa xả David, nói rằng thằng này nó là lật đổ ngôi vua, rồi nó chống nghịch nọ kia. Thế có một quận cận thần của David mới nói rằng là thế để tôi cho một phát là con chó chết để xuống âm phủ. Ông David đang bảo ta với ngươi có liên quan gì đâu, ngươi không biết rằng Chúa sai để đến rủa xả ta hay sao? Người khác rủa xả chúng ta làm điều đấy để hạ chúng ta xuống. Amen. David không có đi khuyên dụ ai đi theo mình hết. David tìm kiếm Chúa, David được gọi là người đẹp lòng Chúa. Cho nên Chúa cảm động lòng của những dũng sĩ này để đi theo David, để ủng cho David. Khi mà chúng ta cố gắng dùng cái sức của mình đi thuyết phục người khác ủng hộ mình, thì làm người ta đưa ra điều kiện. Tôi theo anh cho tôi cái gì? Tôi gia nhập hội của anh, tôi được cái gì? Tôi dâng tiền cho hội của anh, tôi có được cái quyền lợi gì không? Vân vân. Khi mà chúng ta đi khuyên giúp người khác thì thể nào người ta đưa ra điều kiện. Có thể lúc gặp mặt ta nói điều kiện gì, nhưng mà sau lưng thì rồi sau đến khi có chuyện người ta cần, người ta sẽ có điều kiện. Tôi dâng tiền cho hội thánh anh, nghĩa là những việc gì mà hội nhà tôi có việc là anh phải có mặt nhé. Tôi dâng tiền cho hội thánh mục sư là việc gì mà nhà tôi có mặt, alo cái mục sư phải có mặt liền nhé. Cho nên là chúng ta không đi khuyên dụ những người khác, không cần. Thánh linh của Chúa sẽ làm việc trên lòng của con người. Amen. Thánh linh của Chúa tìm kiếm Chúa, Chúa sẽ cảm động lòng con người. Samuel thứ nhất đoạn 10 câu số 27. Xong có mấy người phỉ đồ nói rằng hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Chúng nó khinh rẻ người, không đem lễ vật cho người, nhưng Saul giả đò không nghe. Bây giờ quay trở lại cái trường hợp trước David là Saul. Khi mà Saul được sức giàu làm vua đó, thì sao ạ? Có những người cũng phỉ báng Saul. Bảo ông này trong thế này, trong cái mã đẹp trai thế thôi, cao to đẹp trai, nhưng mà chắc giúp gì được ai. Lúc đầu thì họ không theo, nhưng mà về sau rồi tất cả mọi người đều theo Saul. Đó là giai đoạn đầu của Saul. Nhưng mà giai đoạn cuối của Saul thì rất là tồi tệ. Chính vì vậy mà Chúa đã cắt bỏ cái sự sức giàu và ngôi vị ra khỏi Saul. Chúng ta thấy Chúa làm việc trong lòng của con người. Dân số ký đoạn 11 câu số 25. Đức Giê-hô-va bèn nghịch ngự xuống trong mây phán cùng Môi-se rằng Ngài lấy thần, thần ở đây là nói đến gì? Thần viết hoa là nói đến Đức Thánh Linh đấy. Ngài lấy thần cảm người mà ban cho 70 trưởng lão. Và khi thần ở trên 70 trưởng lão thì họ ra, họ nói tiên tri. Thế như thế không? Tại sao? Bởi vì ông Sa-lơ mệt lắm. Chúa ơi, dân số mệt lắm, con mệt với cái dân Israel này. Hơi một chút nào nó trách cứ con, nó la mắng con, cho nó ăn cơm nó đòi ăn mì tôm, cho nó ăn cá nó đòi ăn thịt, cho nó ăn rau luộc nó cứ đòi canh cà. Ông bảo tôi trả lại cho Chúa. Chúa biết được cái mệt nhọc, cái nỗi mệt nhọc của ông Môi-se, và Chúa bảo thế bây giờ ta sẽ san sẻ gánh nặng cho con. Than với Chúa hay lắm đấy. Than với Chúa là sẽ, Chúa sẽ tìm cách san sẻ cho mình. Chứ đừng than với người là người ta đáp đá mình đấy. Đáp than với người ta đáp than lại. Quý vị ạ, than với Chúa, khi chúng ta than với Chúa thì Chúa lại lấy cái than ấy đi, và là Chúa san sẻ gánh nặng của chúng ta. Và Chúa san sẻ gánh nặng của Môi-se bằng cách nào? Chúa lấy thân của Môi-se đặt trên 70 trưởng lão để làm gì? Để những người đấy có cùng một cái gánh nặng giống như Môi-se. Môi-se cưu mang cho dân sự, dân Israel, thì Chúa lấy thân của Môi-se để đặt trong 70 trưởng lão, để 70 trưởng lão đấy cũng quan tâm cho dân sự của chúng. Ông John Maxwell ông đã nói một cái nguyên tắc này trong nguyên tắc lãnh đạo ấy, đó là lãnh đạo không thể đào tạo được, mà lãnh đạo chỉ có thể tìm ra được thôi. Có nghĩa là bạn làm lãnh đạo thì không phải là đào tạo là bạn trở thành lãnh đạo được, mà bạn đã được chọn lựa từ trước khi bạn sinh ra rồi. Mà công việc của người lãnh đạo là gì? Lãnh đạo không phải để cai trị, lãnh đạo để dẫn dắt.
trong tiếng Anh cái từ leader là lãnh đạo, nó xuất phát từ động từ lead, L-E-A-D, L-E-A-D, cái từ này nó có nghĩa là dẫn dắt. Một người lãnh đạo là người dẫn dắt. Và ông nói rằng cái người dẫn dắt ấy không phải là người đào tạo mà ta trở thành được người dẫn dắt đâu, mà bạn sinh ra Chúa đã chọn bạn là người lãnh đạo thì bạn sẽ là lãnh đạo, còn đào tạo để giúp cho phát triển đi cái tiềm năng lãnh đạo vốn có trong bạn. Còn bạn không được chọn lựa làm người lãnh đạo thì có đào tạo 10 năm, 20 năm bạn vẫn không thể làm lãnh đạo. Môi-se được chọn lựa làm người lãnh đạo nhưng mà Môi-se cũng mệt mỏi. Thế thì Chúa làm cách nào? Chúa lấy cái gánh nặng đó, cái kiêu mang trong lòng của Môi-se để đặt trên 70 trưởng lão, và 70 trưởng lão đấy hỗ trợ cùng với Môi-se. Các quý vị thấy không ạ? Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, khi chúng ta trao những cái phiền muộn, những cái gánh nặng, những cái than thở của lòng của chúng ta cho Chúa, Chúa sẽ cảm động lòng của người khác để hỗ trợ cho chúng ta. Còn khi mà mình than thở với người khác, người ta bảo quê tôi không phải ở Quảng Ninh. Trước mặt mình thì người ta nghe cứ gật gật vì lịch sự người ta nghe, nhưng mà trong lòng bảo thôi, nhà tôi không phải đống rác đống than ở đây. Quý vị thường nghĩ lại mình có thích nghe người khác than không? Mình thì thích than cho người khác nghe, nhưng mà mình không thích nghe người khác than đâu. Khi mình có nán đề là chứ cứ gọi điện hết người này người kia nói cho nó bớt đi cái sầu não trong lòng, nhưng mà người nghe người ta không thích đâu. Mình cũng thế thôi, nghe một hai ba câu thì được mà nghe lâu suốt luôn. Thế cho nên có một chỗ để mà than hoài, đó là than cho Chúa. Gánh nặng của cá nhân, gánh nặng của gia đình mình cần được hỗ trợ, cứ than cho Chúa. Chúa sẽ lấy cái sự than thở trong lòng của mình đặt trong người khác, tự động người khác sẽ đến giúp đỡ. Các bạn biết thế không ạ? Chúa lấy thần ở trong Môi-se. Thần ở đây là gì? Tức là cùng một cái sự sức giàu, cùng một cái sự kêu gọi, cùng một cái gánh nặng đấy đặt ở trên 70 trưởng lão, để 70 trưởng lão kêu mang cho dân sự và chia sẻ công việc của người Môi-se. Cho nên tìm kiếm gặp gỡ được cái đấng ở trên kia quan trọng này. Gặp gỡ cái đấng ở trên kia mới quan trọng này. Nhưng mà đi gọi là huy động hành lang á, không giải quyết được điều đâu. Thi Thiên 127 câu số 1: nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những người xây cất làm của công. Nhật bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh tức canh làm của công. Quý vị có hiểu câu này không? Nếu như Chúa không phù trợ đấy thì bao nhiêu cái nỗ lực của chúng ta cũng là tay không. Nếu mà Chúa phù trợ đấy, mình nỗ lực một nhưng kết quả lại 10. Nếu mà Chúa không cảm động lòng người khác để giúp đỡ mình ấy, thì mình có kêu gọi hoài cũng không ai giúp đỡ. Nhưng nếu mà Chúa cảm động lòng người khác, mình không cần kêu gọi, người ta vẫn có thể giúp đỡ. Cho nên cái đấng ở trên cao và đấng ở trong lòng của chúng ta này mới là quan trọng. Thuyết phục được đấng đấy thì là thành công, còn không thuyết phục được đấng đấy thì coi như thất bại hết. Làm thế nào quý vị, làm nào nói giỏi là giỏi học môn trong kỹ năng mềm, nó có một cái môn là môn kỹ năng thuyết trình ấy. Kỹ năng thuyết trình rồi kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giao tiếp, đấy là những cái kỹ năng cơ bản cho những người, đặc biệt là những người ở trong thương trường. Kỹ năng thuyết phục là học cách để thuyết phục người khác. Trước khi học cách thuyết phục người khác phải học cách thuyết phục đứng ở trên kia. Amen. Thuyết phục được đứng trên kia là ok hết. Mà ở trên kia mà chưa đồng ý, chưa gật đầu mà chỉ ở dưới, đảm bảo quý vị sẽ lắc đầu ngoài máy. Mà người ta gặp thì chỉ gật cho nó sao xong chuyện thôi. Cho nên nếu Chúa không xây thành thì những người xây làm đủ công hết. Quý vị nào có con là bây giờ quý vị than dạy mãi mà nó không vào. Cái thằng con tôi cũng biết nó đẹp từ đâu, sao dạy mãi nó không vào. Tôi là giáo viên, tôi dạy học, tiếp xúc nhiều học sinh. Học sinh thì tôi dạy xong rồi tôi hay trao đổi với phụ huynh. Cháu này xong rồi mình vừa dạy xong cái thì nó đã quên ngay rồi, buổi sau đã dạy nó lại quên. Mà phụ huynh bảo, bé nó làm sao ấy, nhạy đồ
tôi nhét mãi nó không vào. Ở trên Hà Nội có cháu học lớp 5. Cháu làm chứng là cháu đi học không biết giải toán thế nào. Cháu nói chuyện với thiên sứ giúp nó giải toán. Quý vị mà dạy được con như vậy ấy, là quý vị nhàn lắm. Con cứ ngồi mà con đã dạy nhồi nhét tiếng Anh rồi bảo rồi tiếng Trung rồi các loại tiếng rồi tiếng Nhật, tiếng Hàn rồi là toán lý hóa học ở trường xong xong rồi đi học thêm nữa tốn rất nhiều tiền và rất là mệt. Nếu mà Chúa không giúp đỡ thì tất cả công khó chúng ta là vô ích hết. Chúa không cảm động lòng con người thì không có chuyện gì xảy ra. Nên thuyết phục được Chúa mới là quan trọng. Anh chị em cứ vào phòng riêng anh chị em cầu nguyện thuyết phục với Chúa. Cần bao nhiêu tiền làm việc gì lại Chúa. Đây, đây là số tiền con cần cho công việc này. Bây giờ con với Chúa nói chuyện với nhau. Chúa thấy có ok không? Nếu mà Chúa thấy ok, con tiếp tục cầu nguyện cho tới khi nào con nhận được. Nhưng mà quý vị cầu nguyện như này là sai này. Lạy Chúa con cần 100 triệu. Bây giờ Chúa cảm động cái cô giàu giàu ở trong hội thánh giúp đỡ con. Cái lời cầu nguyện đấy là lời cầu nguyện mang tính tà thuật. Vì bảo Chúa làm việc mình nghĩ là đúng. Điều phối Chúa không, chúng ta không cầu nguyện như vậy. Chúng ta cầu nguyện là nguyện cho ý cha được lên. Đấy là nhu cầu của con. Quý vị có nhu cầu gì quý vị cứ trình cho Chúa. Vì lời của Chúa trong Gia Cơ nói sao? Anh em không được chi vì không cầu xin mà. Đừng cầu xin những cái nhỏ nhỏ, cầu xin lớn tí. Và đấy là điều mà thách thức đức tin của tôi rất nhiều. Tôi đi sang bên nước ngoài cũng nhìn những cái nhà thờ. Quý vị không? Đi từ chỗ đầu nhà thờ đến cuối nhà thờ phải đi bằng ô tô. Tôi nhìn tôi bảo này Chúa ở Việt Nam mà xin cho 100 mét đất khó thế. Ai dám xin 1.000 mét đất ở giữa trung tâm thành phố nhỉ? Tôi đi đến những nơi mà người ta phải đi ô tô mới hết được đất của nhà thờ. Quý vị tưởng tượng xem. Thách thức cái đức tin của mình. Xin cái gì cứ xin lớn rồi. Mà xin Chúa sức giàu cho con cầu nguyện chữa lành và bảo lại Chúa cầu nguyện khiến cho người chết sống lại luôn chứ không chịu bị ốm ốm đau. Nó đơn giản quá. Chúng ta cầu nguyện Chúa sẽ làm công việc của Ngài theo thời điểm của Ngài và theo cách của Ngài chứ không phải là theo thời điểm của chúng ta, theo cách của chúng ta. Lạy Chúa, con cần tiền nhưng mà cuối tuần này Chúa gửi đến cho con. Xin Chúa, Ngài Chúa cấp cho con theo thời điểm của Chúa, theo cách của Chúa, chứ không phải là Chúa cảm động cái người giàu ở trong hội thánh để giúp đỡ con. Thế nếu mà mình cầu nguyện thế, quý vị nghĩ thế sao? Chúa bảo, thế bây giờ ta muốn trước khi người giàu giúp đỡ con, ta muốn con ấy lấy hết cái tiền tiết kiệm của con đi, con giúp cho cái người khác ở trong này. Mình bảo, thế Chúa ơi, Chúa bảo người ta giúp con đã rồi, con mới đi giúp người khác chứ. Ông quý vị ơi, chúng ta tin cậy vào nơi Chúa. Chúa là đấng cầm giữ lòng của con người. Lòng của vua trong tay Chúa khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn làm nguyên đạch nó thì làm tùy ý Ngài. Chúa khiến cho những người dân sự đồng lòng theo Sao-lơ khi Sao-lơ được sức giàu. Nhưng khi sự sức giàu cắt khỏi Sao-lơ thì Chúa cũng khiến cho lòng dân sự hướng về Đá-vít. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta đừng làm theo cách của những chính trị gia đi quân lập vận động hành lang huy động người đó. Tìm kiếm Chúa, cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ làm công việc của Ngài. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Đến từ Đức Giê-hô-va đấng dựng nên trời đất. Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Đến từ USA. Đến từ đâu? Đến từ Canada. Đến từ Canada. Đến từ đâu? Đến từ Bà Giang. Tất cả những cái nguồn ở đâu ấy, nó chỉ là phương cách. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa rồi, Chúa có trăm phương nghìn cách để chu cấp cho chúng ta. Có thể là Chúa
sai thiên sứ đến. Quý vị đã nghe những câu chuyện thiên sứ mang tiền đến cho mọi người chưa? Thiên sứ mang tiền, thiên sứ mang vàng, thiên sứ mang đá quý đến cho người ta. Đấy, chúng tôi khi chúng ta hạn chế Chúa quá, chúng ta nghĩ rằng là những gì tôi cần là cứ phải tự nhiên, tức là bàn tay mình lao động ra, hoặc là một ai đó, bố mẹ, anh chị em giúp đỡ mình, thế mới là sự chu cấp của Chúa. Đó chỉ là một trong những cách Chúa chu cấp thôi. Chúa chu cấp cho dân Israel bánh mana từ đâu? Từ trời rơi xuống các bạn. Tại sao Chúa đã làm trong quá khứ, ngày nay Chúa không thể làm được? Chúa có thể làm chứ sao Chúa không thể làm được? Chúa Giêsu hóa bánh ra từ 5 cái bánh và 2 con cá mà Chúa nuôi 5.000 người không kể đàn bà con nít. Ngày xưa Chúa làm mà ngày nay Chúa có thể làm không? Mọi việc đều có thể cho người nào tin. Tin cậy vào Chúa chứ không phải là tin cậy vào con người. Nhiều con cái Chúa gặp tôi là nên làm cho tôi cứ than thôi. Ui rồi sao tôi ngu thế mục sư ơi, sao tôi ngu thế. Nói đến sao tôi ngu thế là tôi biết tại sao rồi. Dễ tin người thế. Người ta bảo con gái Chúa cứ gạo nó bảo đưa cho tôi 100 triệu, 200 triệu, tôi sẽ đầu tư cho anh làm một tháng làm mấy chục triệu, nghe sướng quá. Gửi vào ngân hàng cũng không cao được như thế. Bây giờ có ngân hàng cao nhất cũng chỉ được 10% mà 10% 9% một năm là cao lắm rồi. Thế mà bây giờ người ta bảo đưa đi gửi cho tôi đầu tư cho là lại 20%, 30%, nghe sướng quá. Thế thì mọi người mất tiền. Mà quê không cầu hỏi Chúa, tin cậy vào đây Chúa, sự trợ cấp, sự giúp đỡ đến từ nơi này. Điều thứ hai đó là Đức Thánh Linh cảm động con người để tham gia vào công việc. Chúng ta xem trong sách Xuất Hành đoạn 36 câu số 2. Môi-se bèn gọi Bết-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp và các người khôn khéo mà trong lòng họ Đức Giê-hô-va phú sự thông sáng, cùng các người có lòng can đảm, xui mình đến gần đặng làm công việc. Quý vị biết tôi yêu thích cái việc giảng dạy. Nhưng mà bây giờ có nhiều người vào đến giảng dạy bảo cô cho vàng cũng không làm, vì sợ lắm. Một phần là sợ tâm lý, một phần là người ta không yêu thích cái việc đấy cả. Tôi có thể dâng hiến bao nhiêu cho công việc Chúa cũng được, nhưng mà đừng bao giờ đặt tôi đứng lên là người giảng. Thì tự người ta cảm thấy không được chú trọng nữa cho việc đó. Mình yêu thích cái việc nào đó thì có thể đấy là việc mà Chúa kêu gọi mình làm, Chúa đặt lại vào lòng của mình. Có người thì yêu thích hát, lúc nào chỉ thích hát. Có người yêu thích đàn, lúc nào chỉ thích đàn thôi. Có người thì yêu thích phục vụ, có người yêu thích nấu nướng, mỗi người một cái điểm yêu thích. Có người chỉ yêu thích trẻ em, có người thì yêu thích người già. Mình mà không được sự kêu gọi của Chúa cho công việc đấy thì mình sẽ kêu ca. Vì người già tôi không thích người già đó. Rồi có người bảo không thích yêu thích trẻ con, nó ồn ào, đau đầu chứ gặp đó. Nhưng mà cái người mà Chúa kêu gọi họ, Chúa đặt trong lòng họ thì họ lại yêu thích trẻ con, họ lại thích cái tiếng la hét của trẻ con. Nhưng đối với mình thì lại đau đầu chứ gặp. Cho nên Chúa đặt để mỗi một người có một sự kêu gọi trong công việc. Là khi Chúa đặt để nhiều gì tự nhiên mình yêu thích cái việc đấy, mình thích làm việc đấy, mình không làm nó, mình cảm thấy khó chịu của trong lòng. Chúa kêu gọi một người cầu nguyện, người đó suốt ngày chỉ thích cầu nguyện, lúc nào chỉ thích cầu nguyện. Chúa kêu gọi một cái người để giảng dạy thì người đó yêu thích nghiên cứu kinh thánh và giảng dạy. Cho nên trong nhà của Chúa là chúng ta thấy rất đa dạng. Cho nên là chúng ta không có chỉ trích nhau lại thế. Bởi vì người này làm công việc của mình lại làm công việc của người khác. Cho nên cơ thể của Chúa bổ trợ cho nhau. Cái người đi ra trận mà không có người cầu nguyện thì đâu có được. Mỗi một lần tôi đi ra truyền giáo là tôi nhắn tin cho hết Đông Tây Nam Bắc cầu nguyện cho tôi. Nhắn cho cả những anh chị em ở trong hội thánh, rồi nhắn cho cả các vị bạn cơ đốc ở bên nước ngoài, những người bạn là thân thiết quen biết với tôi, cầu nguyện cho tôi. Và quý vị thấy không? Mỗi một lần đi ra rất kết quả. Có người tin Chúa, quyền năng phép lạ xảy ra rất nhiều. Mà tôi đi toàn đi đánh đầu Satan. Nếu mà không có người cầu nguyện yểm trợ tôi đằng sau lưng, nó tấn công quá tôi đằng sau lưng thì tôi đâu có đỡ nổi. Đấy, cho nên là cái người nào mà Chúa đặt là cái việc gì thì mình sẽ yêu thích việc đấy. Ai yêu thích linh hồn hư mất cứ ra đi truyền giáo cảm thấy say sưa không mệt mỏi. Nhưng mà cái người mà không yêu thích truyền giáo thì gặp thì nói được, không nói thì cũng không sao. Nhưng mà cái người mà yêu thích truyền giáo không nói không chịu được. Nên mỗi người Chúa đặt là một cái vị trí khác nhau, mình có cái lòng đam mê cho điều gì đấy là sự cảm động của Chúa trong lòng của mình. Nhưng mà hãy nhớ một điều rằng quý vị có kêu gọi
Thay Chúa sức giàu cho quý vị làm việc gì ấy, thì mục đích chính là để làm vinh hiển ai? Vinh hiển Chúa, chứ không phải để thể hiện bản thân. Để không phải để thể hiện bản thân. Mình làm cái gì mình làm hết lòng cho Chúa, nhưng mà để đem vinh hiển cho Chúa và gây dựng cho hội thánh, ích lợi cho vương quốc của Chúa, chứ không phải để vinh hiển bản thân. Sử ký thứ nhì đoạn 30 câu số 12, Đức Chúa Trời cảm động người Giu-đa đồng lòng vâng mạng lệnh của vua và các quan trưởng đã truyền ra theo lời của Đức Giê-hô-va. Ai cảm động lòng con người? Chúa cảm động người Giu-đa để đồng lòng vâng lệnh của vua. Quý thầy thường và lời nói của chúng ta nó có thuyết phục ở đâu? Học đủ các loại kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, các loại kỹ năng. Nhưng nếu Chúa không làm việc trong lòng con người thì người ta sẽ không phải người chúng ta. Amen anh chị em. Nên tìm kiếm sự cộng tác của Đức Thánh Linh là quan trọng nhất. Ezra 1 câu số 5, bấy giờ những trưởng tộc của Juda và Benjamin, những thầy tế lễ và người Lê Vi, cả thầy những người nào được cái gì? Tất nhiên sự kêu gọi thuộc về Nehemi và Ezra. Nehemi kêu gọi chung cho cả dân sự, ai có lòng hãy trở về Jerusalem để xây lại đền thờ và bức tường thành đổ nát. Và lúc đó họ đang bị phu tù ở tại Babylon. Họ đang bị phu tù rồi. Đến thời điểm này mà Chúa phục hồi đất nước, Chúa cho cảm động lòng ông vua để mà cho phép họ quay trở về để tái thiết đất nước, thì Nehemi Ezra là những thầy tế lễ, là những người được Chúa kêu gọi, cũng là những vị tướng của Chúa, kêu gọi dân sự trở về. Nhưng mà kêu gọi là một việc, nhưng mà đáp ứng là ở ai? Ở Chúa. Cả thầy người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng có ý đi lên xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va tại Jerusalem bèn chúng ta. Nhưng mà cái từ cảm động là từ rất bị lợi dụng nhé. Tôi đã nhìn thấy những người tin lành, tôi thấy nhiều khi rất là kỳ. Thế thì mục sư nhờ bác học cái sân, dạ thưa mục sư em chưa được cảm động. Thế rửa hộ cái hát, dạ để em cầu nguyện chú cảm động em hay không hả? Không hiểu là lạm dụng ấy. Lạm dụng cái cảm động nó chủ cái gì? Cái từ cảm động là từ trong Kinh Thánh, nhưng mà từ đấy bị lợi dụng nhiều lắm bởi người tin lành. Người tin lành biết nhiều Kinh Thánh, đọc nhiều Kinh Thánh hơn. Đặc biệt là mấy anh chị em trong các hội thánh của Tuần Ân Tứ. Nên tôi đang nói với tín đồ của mình đấy, rất là dễ lạm dụng cái từ này. Nên là có mấy người Hàn Quốc họ đầu tư vào trong miền Nam á, rồi họ thuê mấy con cái chúa ở trong đấy đi làm, thì bao giờ là con cái chúa cũng thương yêu nhau trước, giúp đỡ cho người mình trước, trước khi cho người ngoại đạo các cơ hội. Nên người ta bảo từ giờ trở đi không bao giờ thuê các cơ đốc nhân tin lành làm nữa, đang làm mở Kinh Thánh ra đọc, đang giờ làm việc mở Kinh Thánh ra đọc, đang giờ làm việc đi cầu nguyện Thánh Linh cảm động. Trước khi bạn nói Thánh Linh cảm động thì bạn cần nhớ một điều rằng Chúa dạy bạn cái tính trách nhiệm. Chúa không có cảm động lòng một ai mà vượt qua cái tính trách nhiệm. Không có chuyện Chúa cảm động những cái việc như thế đâu. Rồi đang cái buổi nhóm đang rất trật tự thì kiếm một người có cảm động, tôi có cảm động để hát một bài. Được cảm động hát một bài tốt, nhưng mà trong giờ hát, trong giờ anh được tự do, trong giờ mà để cho mọi người được tự do để thể hiện cái điều đấy thì hãy làm. Mục sư đang giảng, chỉ các mục sư tôi được cảm động để hát một bài. Cái từ cảm động là từ rất dễ bị lạm dụng, cho nên chúng ta cần phải cân đối trong điều này. Galati đoạn 2 câu số 8, vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt đi, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Phi-e-rơ quan tâm đến người Do Thái không? Mặc dù là ông, cái tầm của ông quan tâm tới tất cả các dân tộc. Phao-lô cũng thế, Phao-lô cũng quan tâm với người Do Thái. Ông nói thà tôi bị xuống địa ngục để cho dân mình được cứu, còn hơn là tuột mình tôi lên thiên đàng mà dân tôi phải bị xuống địa ngục.
nhưng ưu tiên thì lại khác. Cứu mang quan tâm thì quan tâm hết, nhưng dành thời gian ưu tiên thì Phaolô lại ưu tiên cho người ngoại bang, còn Phi-e-rơ thì lại cho người Do Thái. Quý vị thấy không? Kinh Thánh nói rằng điều gì đã làm cho hai cái ông này cùng là sứ đồ mà lại có niềm quan tâm khác nhau? Đấng đã cảm động. Có những người chỉ thích truyền giáo cho người giàu, có những người chỉ thích truyền giáo cho người nghèo, có những người chỉ thích truyền giáo cho phụ nữ, có người chỉ thích truyền giáo cho đàn ông. Tạ ơn Chúa, ai được Thánh Linh cảm động điều gì hãy cứ mạnh mẽ, hãy cứ mạnh mẽ, hãy cứ giả gì để làm. Bởi vì Chúa đặt cái điều đấy vào trong lòng của mình, cứ mạnh mẽ giản dị mà làm. Vì Chúa sai mỗi một người khác nhau mà. Cho nên hội thánh của chúng ta chỉ là đóng một chức năng nhỏ trong chương trình của Chúa ở tất cả các hội thánh trên thế giới thôi. Một hội thánh không bao giờ làm hết được mọi việc. Một hội thánh không bao giờ đóng được vai trò của tất cả các hội thánh khác, mà phải tất cả các hội thánh ở trên thế giới hợp lại với nhau trong chương trình của Chúa mới có thể hoàn thành được cái sứ mạng lớn lao của Chúa. Điều thứ ba, đó là Đức Thánh Linh cảm động lòng người khác để đi giải cứu. Chúng ta xem sách Các Thủ Lĩnh, ở trong sách Các Thủ Lĩnh đoạn 3 câu số 9. Kế đấy dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn giấy lên cho chúng nó một người giải cứu là Othniel, con trai của Kena, em thứ của Galat. Người ấy giải cứu họ. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người đoán xét Israel đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cusan Risathaim vua Aram vào tay người, khiến cho người thắng Cusan Risathaim. Hai chị em đọc cái sách Các Quan Sát thì anh chị em sẽ thấy rằng là một loạt những cái cụm từ Thánh Linh cảm động người này người kia để cứu, giải cứu dân Israel. Bởi vì khi dân Israel phạm tội thì Chúa lại sai dân tộc mặt bang đến như cái roi để đánh dân Israel. Họ khổ quá, họ kêu với Chúa thì Chúa lại dấy lên một người để giải cứu họ. Cho nên mỗi một chúng ta là chúng ta có nhu cầu và Chúa sẽ dấy lên những người để giải cứu chúng ta. Amen. Có người bị bệnh đến thì nhà mục sư cầu nguyện chữa lành, tôi cầu nguyện giải cứu. Tôi có một nguyên tắc làm việc như này mà anh chị em cần phải nhớ, đó là tôi không cần biết nhu cầu của quý vị là cái gì nếu như Thánh Linh không bảo tôi làm. Quý vị hãy nhớ không? Quý vị có bệnh sắp chết ở đấy mà Chúa không bảo tôi cầu nguyện, tôi không cầu nguyện đâu. Tôi có một nguyên tắc làm việc như vậy, cho nên tín đồ của Thánh tôi là phải nhớ điều này để quý vị không cảm thấy phật ý. Tôi phải nghe được tiếng của Chúa hết. Còn khi mà tôi không nghe được tiếng của Chúa nói về cầu nguyện trong một trường hợp nào thì tôi sẽ không cầu nguyện. Nếu mà Chúa bảo tôi thì kể cả xa, nghìn, dặm tôi vẫn đi. Nhưng mà Chúa không bảo kể cả hai bước chân tôi cũng không đến. Anh chị em xin nhớ dùng cái điều này để khi quý vị có nhu cầu tôi từ chối thì quý vị đừng phật ý nha. Cái nguyên tắc làm việc của tôi là như vậy. Tôi học từ nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói ta chỉ làm những gì ta thấy cha ta làm, và ta chỉ nói những gì ta thấy cha ta nói. Nếu mà Chúa không bảo tôi không bao giờ làm. Có một nhóm tín đồ liên lạc với tôi xin gia nhập vào hội thánh. Tôi bảo thì biết vậy cầu nguyện. Điều tôi được cầu nguyện. Anh chị em mà hội thánh tiến hành xin kết hãy nhớ chứ điều này này. Mục tiêu của chúng ta không phải là để thu phục thành viên. Cho nên tuyệt đối anh chị em không đi các hội thánh khác mà thu phục thành viên về hội thánh mình. Mục tiêu của chúng ta là cứu những linh hồn hư mất và tìm những con chiên lạc về với Chúa. Chỉ có hai đối tượng duy nhất chúng ta để tâm thôi. Có một số người từ hội thánh khác họ xin gia nhập vào hội thánh chúng ta vì những lý do đặc biệt là lý do về niềm tin, thì tôi sẽ cầu nguyện và suy xét lý do niềm tin là gì. Ví dụ như có những người họ sinh ra ở trong những hội thánh chống đối Đức Thánh Linh, không tin vào phép lạ, không tin vào cầu nguyện tiếng lạ, nói tiên tri, đuổi quỷ, chữa bệnh, vân vân. Những tín đồ mà ở những hội thánh như vậy ấy, thì tôi cũng khuyên họ nên bỏ cái hội thánh đấy. Và nếu như họ xin gia nhập hội thánh mình thì tôi sẽ cầu nguyện để xem xét.
Nhưng mà tôi khuyên như vậy không có nghĩa là tôi bảo họ gia nhập hội thánh chúng ta nhé. Xin anh chị em nhớ chỗ này, tín đồ của hội thánh Sinh Thiết tuyệt đối không được đi các hội thánh khác mà thu phục thành viên. Tôi không quan tâm cái việc bao nhiêu người ngồi trong hội thánh, tôi quan tâm đến việc là làm những gì mà Chúa bảo tôi làm. Rồi đây là để tôi cầu nguyện. Sau khi tôi cầu nguyện thì tôi thấy không thấy được tiếng nói nào của Đức Thánh Linh. Tôi nhắn tin lại, tôi bảo đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy Chúa nói cái gì. Người đó bảo nhưng mà tôi muốn tham gia hội thánh của một sư. Tôi bảo tôi vẫn chưa thấy Chúa nói gì. Thế tôi bảo thế tại sao có bao nhiêu hội thánh anh không tham gia, anh tham gia hội thánh với tôi làm gì? Mà Chúa cảm động. Chỉ Chúa cảm động thì rất tốt. Sau khi tôi gửi cho một cái những cái điều kiện để tham gia hội thánh, người đấy im lặng. Thì tôi biết một điều rằng là tại sao Thánh Linh không nói cái gì. Cho nên nghe theo Thánh Linh, làm việc cùng với Thánh Linh. Anh chị em biết rằng tôi học tập làm việc cùng với Thánh Linh và rất là càng ngày càng học tập lệ thuộc của Thánh Linh. Có khi Chúa bảo tôi đúng ngày này tháng này con phải có mặt ở kia. Chúa bảo đúng ngày, đúng tháng, đúng địa điểm. Và khi mình đến đấy là có việc cho mình. Nên Chúa cảm động, Thánh Linh của Chúa cảm động trong mỗi chúng ta để làm công việc này, làm công việc đó. Thánh Linh của Chúa cảm động trong mỗi một chúng ta để yêu thích cái đối tượng này, yêu thích đối tượng kia, yêu thích. Có những người rất là cưu mang cho những bà mẹ đơn thân. Mà tôi chưa thấy mấy ai cưu mang cho ông bố đơn thân nhỉ? Và tôi cưu mang cho ông bà mẹ đơn thân. Nói vui như vậy nhé, là Thánh Linh của Chúa cảm động mỗi một chúng ta. Và Chúa cũng cảm động chúng ta để đi cầu nguyện để giải cứu những người khác. Có một số người thấy tôi hay cầu nguyện đuổi quỷ là cũng nhờ tôi cầu nguyện đuổi quỷ chữa lành giải cứu cho người thân. Nếu như mà đến trong hội thánh thì thường là tôi sẽ cầu nguyện. Nhưng nếu như đi đến nơi khác thì tôi càng cẩn thận hơn. Bởi vì đến trong hội thánh của mình thì nằm ở trong lãnh địa của mình, trong cái tầm ảnh hưởng và tầm kiểm soát quản lý của mình thì mình có quyền. Nhưng mà đi đến nơi khác tôi lại phải cầu nguyện rất là kỹ cho điều đó. Điều thứ tư, đó là Đức Thánh Linh cảm động những người chống lại Chúa. Chúng ta xem Dân Số Ký đoạn 24 câu 1 đến câu 3. Ba-la-am thấy rõ Đức Giê-hô-va đã ưng ban phước cho Israel thì không cậy đền phù chú như những lần khác. Nhưng người xây mặt về hướng đồng vắng, nhướng mắt lên thấy Israel đóng chặt từng chi phái. Vì thần Đức Chúa Trời cảm động người, bèn nói lời ca mình mà rằng: lời ca của Ba-la-am con trai Bê-ô, lời ca của người có mắt mở ra. Thực ra cái nhân vật Ba-la-am này, Kinh Thánh gọi ông ta là thầy phù phép ấy, chứ không phải tiên tri của Chúa đâu. Để sau khi dân Israel tiến vào trong sứ hứa thì có giết chết nhân vật này, có chết, có được ghi lại. Ông ta là người tham tiền và bày mưu để cho dân Israel bị hãm hại. Thì khi ông thấy rằng là Chúa không có muốn giáng họa cho dân Israel ấy, thì ông không khó chịu với điều đấy. Vì ông tham tiền của Balak mà, cái người mà thuê ông để đi rủa xả dân Israel. Vì người ta tin rằng là cái lời nói của ông Balaam này rất là thiêng, rất là có quyền năng. Quý vị thấy rằng những cái ông thầy phù phép ấy, cái lời của họ có thiêng. Bây giờ tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên và chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều, vì ở trên mạng bây giờ nó quảng cáo rất nhiều các bùa Thái Lan. Bùa Thái Lan bây giờ đang tràn lan ở trên mạng đó. Bây giờ trên Facebook quảng cáo là thầy bùa, bùa yêu, đặc biệt là bùa yêu. Mình không có Chúa thì có khi là mình cũng rất dễ bị như thế. Bởi vì sao? Cái bùa phù chú, phù phép là nó sử dụng cái quyền lực của tà thuật để kiểm soát cái ý chí của khác. Bây giờ tự nhiên nhìn thấy một anh nào đẹp trai xinh gái là bây giờ bỏ bùa cho cái người đấy yêu mình để đi ngủ với mình. Nó là tràn lan ở trên mạng anh chị em ơi. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều. Chúng ta đang sống gần đến ngày Chúa tái lâm, với ma quỷ đang lộng hành rất nhiều đó. Và chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều cho điều đấy. Không phải ma quỷ nó sẽ giết hại dân tộc của chúng ta, đất nước của chúng ta.
Ngày trước không có bùa Thái Lan, nhưng bây giờ bùa Thái Lan đã lan tràn vào Việt Nam rất nhiều. Thế ông Ba La Hán này, người ta tin rằng là ông ấy là một cái dạng thầy bùa cao tay. Ông chỉ cần nói một câu ấy, là cái người nào mà bị rủa là sẽ bị bại hoại. Ông ấy biết rằng là Chúa không muốn rủa xả dân Israel, Chúa muốn chúc phúc. Nhưng ông tham thiền, ông muốn lấy. Ngay cả khi ông ấy muốn lấy thì Kinh Thánh làm sao? Chúa cảm động, thần của Đức Chúa Trời cảm động ông để thay vì nói là rủa xả, nói là chúc phúc. Chúng ta thấy Chúa vẫn là Chúa, không phải chỉ cảm động con cái Chúa, nhưng Chúa cảm động cả những người chống nghịch Chúa nữa. Lòng của vua trong tay của Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy mà. Sử ký thứ nhì đoạn 36 câu 22. Năm thứ nhất đời Siru vua Pharaoh trị vì Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời ngài đã cậy miệng Jeremy mà phán ra, bèn cảm động lòng của Siru. Vua Pharaoh giao truyền khắp nước mình và cũng ra chiếu chỉ rằng Siru vua Pharaoh nói như vậy: Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian, biểu ta xây cất cho ngài một cái đền ở tại Jerusalem trong xứ Juda. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự hãy trở lên Jerusalem, nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, của các người ấy ở cùng người. Lúc nãy tôi nói là đế chế Babylon, nhưng mà thực ra là tôi nói nhầm, bởi vì là qua cái thời kỳ đế chế Babylon là, mà để qua đến thời kỳ này, thời kỳ đế chế Ba Tư đang cai trị Israel. Thì quý vị thấy rằng là ai đã cảm động lòng ông vua? Ông vua này có theo Chúa không? Ông không theo Chúa. Nhưng mà Chúa lại cảm động lòng của ông ấy để cho dân Israel trở về để khôi phục sự thảo phượng. Quý vị biết không? Cái người ngày xưa ấy, cái thời người ngày xưa ấy, người ta hiểu về các hoạt động tâm linh. Thế cho nên khi mà người Babylon đến xâm chiếm Israel ấy, thì cái nơi người ta cần phải đánh nhất đó là đánh đền thờ. Ngoài cái việc mà lấy vàng ở các bức tường, lấy những cái giá trị vật chất ở các bức tường, thì còn có giá trị tâm linh là bởi vì tại sao cái đền thờ là nơi kết nối đối với thần linh. Mà nếu như mà cái đền thờ này còn tồn tại á, thì người Israel vẫn kết nối được với Đức Giê-hô-va của họ. Mà nếu kết nối Đức Giê-hô-va của họ thì cái Đức Giê-hô-va này sẽ cho sức mạnh để chống lại người Babylon. Cho nên người Babylon phải đánh hạ sập cái đền thờ này. Người ta tin như vậy đấy anh chị em. Mà bây giờ ông vua Siru này lại cho xây lại đền thờ. Thế thì ông ấy có gặp cái gì nghĩ của quần tần không? Quần tần ấy bảo: vua không nhớ rằng Babylon khi mà đánh chiếm Israel là phải phá tan cái đền thờ ấy sao? Thế bây giờ vua cho xây lại thì sao? Đức Giê-hô-va của Israel họ sẽ giúp cho dân Israel phục quốc thì sao? Anh chị em thấy không? Nhưng Chúa cảm động lòng một người không đi theo Chúa để giúp xây dựng lại đền thờ, cả về sức người lẫn tiền của. Cho nên anh chị em, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta đừng giới hạn Chúa. Có khi công việc của Chúa ở đây, công việc của Chúa, Chúa lại cảm động lòng người không có Chúa để dâng tiền cho hội thánh. Chúa lại cảm động lòng người không có Chúa để dâng đất cho hội thánh. Sao? Sao mình cứ nghĩ là cứ phải thế này, cứ phải thế kia mới được? Chúa của chúng ta có bị giới hạn không? Cả trời đất vũ trụ vạn vật đều do Ngài và bởi Ngài tạo dựng nên. Ê-sa-ra đoạn 6 câu 22. Trong 7 ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái lạc, có cảm động lòng vua Assyri đoái xem chúng đặng giúp đỡ trong việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Israel. Nên Chúa cảm động lòng con người để giúp đỡ cả những người không tin Chúa. Amen anh chị em. Amen. Cũng có những người than vãn với tôi: khi tôi gặp hoạn nạn người ở trong hội thánh, chả ai giúp đỡ gì cả, mà lại cái người ngoại đạo giúp đỡ. Anh chị em nhớ một điều này nè: nguồn của sự giúp đỡ đến từ đâu? Đến từ Đức Giê-hô-va. Chúa có thể cảm động lòng người trong hội thánh mình, có thể Chúa cảm động lòng người ngoài hội thánh mình, có thể Chúa cảm động lòng những người không theo Chúa để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không bị im chỉ và định hình phải là ai, mà chúng ta chỉ có một kim chí là Đức Giê-hô-va mới là nguồn giúp đỡ của chúng ta. Điều thứ năm đó là Đức Thánh Linh cáo trách tội nhân. Giăng đoạn 16 số 18: khi Ngài đến thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.
Việc giảng tin lành là ở chúng ta, nhưng bắt phục người khác đó là ở Thánh Linh. Nên dù mình có nói giỏi, nói khôn, nói khéo đến mấy mà Thánh Linh không cảm động, người ta cũng không tin Chúa. Nhưng khi Chúa đã cảm động rồi, có khi mình chỉ việc tôi chẳng biết nói với nào nữa, anh đi nhà thờ với tôi là người ta tin. Cho nên có điều quan trọng nhất là cộng tác của một Thánh Linh. Công vụ đoạn 2 câu số 37: chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng bén cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm gì? Cho nên Thánh Linh của Chúa sẽ cảm động lòng con người để đến với Chúa. Công vụ đoạn 16 câu 14: có một người trong bọn đám hai chúng ta tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tiến, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng người đặng chăm chỉ nghe lời nói. À, đây cũng là một cái công tác rất quan trọng của Thánh Linh, đó là Ngài cảm động lòng những người ngoại đạo để nghe sứ điệp phúc âm của chúng ta. Tôi đến Myanmar cái đến mấy năm, tôi gặp một cái anh này. Anh bảo tuần nào tôi cũng đi nhà thờ nhưng mà tôi chưa tin. Mà anh đi nhiều năm, nhưng mà mới nhưng mà đi 1-2 tuần để tìm hiểu đâu. Anh đi rất nhiều năm rồi, tôi chưa tin Chúa. Hôm đấy anh đến, tôi cầu nguyện anh tin Chúa. Quý vị thấy kỳ diệu mà. Anh ấy đi nhiều năm, đi nhà thờ nhiều năm mà không tin, không theo Chúa. À, không đấy đến Thánh Linh của Chúa cảm động mà anh ấy mở lòng. Nên hãy nhớ rằng chúng ta, miệng của chúng ta chỉ là ống dẫn thôi, Chúa sẽ cảm động. Chúa sẽ cảm động lòng người. Amen. Rồi tôi sẽ tóm lại như sau. Thứ nhất, Đức Thánh Linh là đấng cảm động người khác để hỗ trợ cho mình. Nên đừng kể khổ với người khác, hãy kể khổ với Chúa, Chúa sẽ cảm động người. Thứ hai, Đức Thánh Linh cảm động người khác để tham gia vào công việc Chúa. Ai được cảm động tham gia vào công việc gì, cứ tham gia và hết lòng tham gia công việc Chúa. Đấy là sự kêu gọi và đặt đề của Chúa trong lòng chúng ta. Thứ ba, đó là Đức Thánh Linh cảm động để dấy người lên làm công tác giải cứu. Giải cứu thì nó nhiều lĩnh vực, có thể giải cứu cả về ma quỷ, giải cứu về bệnh tật, giải cứu về khỏi những cái u uất trong lòng, về tâm trí. Trong hội thánh có những cái chuyên gia về tâm vấn. Tôi khám phá được một điều đây này: một khi người ta có quỷ trong người đấy thì tâm vấn đến mấy nó cũng hơn là cái việc đuổi quỷ ra, nó nhanh hơn. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa rằng là mình không cần những người tâm vấn, vì những người đấy là những người được đào tạo chuyên môn về tâm lý con người, họ hiểu rất sâu sắc về tâm lý con người và cách hành vi ứng xử của con người, và họ có thể giúp đỡ được cho hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta cần tất cả, ai được cảm động cho điều gì cứ làm công việc mà Chúa cảm động làm gì. Thứ tư, đó là Đức Thánh Linh có thể cảm động những người chứng minh Chúa, chứ không phải chỉ cảm động những người trong Chúa. Thứ năm, đó là Đức Thánh Linh có thể cáo trách những tội nhân đến mình. Chúng ta cùng đứng dậy và chúng ta cùng nhau chung đọc câu Kinh Thánh trong Ngôn đoạn 21 câu số 1 câu đầu tiên. Phải ban nhạc đứng lên, chúng ta sẽ dành thời gian cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.